Anh bỏ qua cho tôi có thể đền tiền cho anh, chỉ cần anh không động vào tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi người nhà họ Hứa mang tiền đến. Đền tiền? Được thôi, hôm nay cô phải mang 150 tỷ đến đây. Tôi sẽ không tính toán với cô nữa. Nếu như cô không thể đưa số tiền đó, vậy thì uống ly rượu kia rồi ngủ với tôi một đêm, chuyện này coi như kết thúc. Tao thấy mày bội đi đầu thai rồi. Những lời ban nãy của mày đã đủ cho mày chết 100 lần rồi. Ô mẹ nó, không có chỗ cho thằng vô dụng như mày ở đây nói chuyện. Ông đây không chỉ muốn chê người phụ nữ của mày mà còn muốn làm chuyện đó trước mặt mày. Tên bỏ đi như mày chắc cũng thích được cắm sừng lắm nhỉ. Muốn chết? Lâm Thanh Diện, anh đừng kích động. Ông ta là nhân viên đó, chúng ta không động vào được. Thật sự không được. Em... Anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Mẹ nó, lúc này rồi mà còn có tâm trạng chém gió à? Anh em đâu? Bắt hai đứa nó lại cho tao. Đợi lát nữa tao chơi xong, bọn mày cũng sẽ có phần. Anh Nguyễn, không sao chứ? Không sao. Lý Quỳnh Thái, mày đem nhiều người đến đây như vậy để làm gì? Làm gì? Đương nhiên là làm mày rồi. Lý Quỳnh Thái, chuyện lần trước tao không chiếm lợi được bao nhiêu. Mày không phải là một người nhỏ nhen như vậy chứ? Vì một chút lợi như vậy mà mày muốn ra tay với tao? Con mẹ nó, ai gì chuyện lần trước chứ? Hôm nay ông đến đây là để thay mặt anh Diện để xử lý mày. Anh Diện? Mày nói thằng này sao? Không sai. Lý Quỳnh Thái, bọn mày bị uống nước rồi à? Thằng nhóc này là một tên bỏ đi nổi tiếng ở Hồng Thành này. Mày lại vì nó mà ra tay với tao? Mày muốn tìm chết à? Lý Quỳnh Thái, con mẹ nó, mày đừng tưởng tao là một thằng ngốc. Tên vô dụng Lâm Thanh Diện này ở nhà họ Hứa còn không bằng một con chó. Mày nói mày vì nó đánh chết tao cũng không tin. Vậy thì con mẹ nó, tao đánh chết mày. Đừng phí lời nữa, một lúc nữa là tới lượt mày chết rồi. Con mẹ nó, mày diễn đến miệng rồi à? Có phải do Lý Quỳnh Thái mà mày dám ăn nói với ông đây như vậy không? Đợi một lát nữa giải quyết Lý Quỳnh Thái xong, ông đây sẽ cho biết sự lợi hại của ông. Chuyện gì thế này? Người mà dẫn đám kia đến hình như là Lý Quỳnh Thái. Không sai, chính anh ta. Không ngờ hai trong ba người đứng đầu giới ngầm Hồng Thành này hôm nay đúng là thật xui xẻo mà. Hơn nữa, cậu nhìn thấy thái độ của Lý Quỳnh Thái với Lâm Thanh Diện không? Gọi anh ta một tiếng là anh Diện đấy. Chẳng lẽ Lâm Thanh Diện không đơn giản như chúng ta nghĩ? Cậu đừng có nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thanh Diện chỉ là một thằng bỏ đi. Chắc là chỉ phối hợp với Lý Quỳnh Thái mà thôi. Để Lý Quỳnh Thái lợi dụng xong rồi sẽ đá anh ta ra chỗ khác mà thôi. Để lúc đó chắc chắn Lưu Biên sẽ không bỏ qua cho anh ta. Tôi có thể tưởng tượng cái dáng thảm hại của anh ta rồi. Nói cũng đúng, cuối cùng người xui xẻo e chỉ có Lâm Thanh Diện mà thôi. Tên vô dụng như anh ta cũng có thể phải nhìn tiếp được rồi nữa. Sắp xếp xong rồi. Xong rồi. Đảm bảo chị dâu sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý Quỳnh Thái, mày không cảm thấy buồn cười à? Gọi tên vô dụng này một tiếng anh, mày khiến tao buồn luôn sao? Mày muốn thấp kém hơn tên vô dụng này, nhưng tao thì không muốn. Thằng kia, mày muốn làm gì? Chẳng lẽ mày tưởng... Con mẹ nó cút đi. Giữa dòng mày cũng là đối thủ của tao à? Không thể nào. Mày biết sai ở đâu chưa? Ông đây không sai. Thả tao ra. Cái sai của mày là có ý đồ với người phụ nữ của tao.